cách mà chúng ta có thể là in nhiều sheet trong cùng ở trong Excel trong cùng một lúc nhé. Lúc một chúng ta sẽ chọn những file cần in. Ở đây chúng ta có hai phím tắt, các bạn lưu ý là thứ nhất chúng ta sẽ sử dụng kết hợp giữa Ctrl cộng với click chuột trong trường hợp là các cái sheet này nó rời rạc nhau, nó không liên kề nhau. Đây các bạn có thể chọn là mình đang nhấn Ctrl. Sau đó thì các bạn thấy là trên thanh tiêu đề này nó sẽ hiển thị một cái chữ group, có nghĩa hiểu là chúng ta đang nhóm các cái lệnh này, các cái sheet này để thực hiện một cái hành động nào đó. Sau đó để chúng ta có thể là ăn group ra thì các bạn có thể chuột phải và chọn là ăn sheet. Còn nếu như các cái sheet này nó liền kề nhau thì các bạn có thể sử dụng phím nhấn vào cái sheet đầu tiên, sau đó chúng ta nhấn shift và chọn cái sheet cuối cùng. Như đấy chúng ta cũng sẽ chọn được các bốn sheet liền kề nhau. Sau đó chúng ta sẽ vào mục file và chọn print. Tại đây thì các bạn sẽ kiểm tra các cái định dạng in ấn như bình thường. Ở đây mình sẽ không nói chi tiết quá về cái phần đó. Tuy nhiên các bạn sẽ lưu ý cho mình một điều rằng đó là khi mà chúng ta chọn 4 sheet này chúng ta in ấn á, thì tổng cộng chúng ta có 7 trang và các sheet này sẽ tự động là liên tiếp số trang. Đúng không? Liên tiếp số trang cho đến khi đến trang số 7 chứ không là từng sheet nó tách riêng số trang khác nhau nhé các bạn nhé. Còn ngược lại nếu như các bạn không muốn nó liên tiếp nhau thì chúng ta sẽ vào phần test setup ở đây. Chúng ta chỉnh cái phần first page number từ auto chúng ta chuyển thành số 1 và nhấn ok. Như vậy là được nhé. Một cái lưu ý nữa là rất là tiện ở đây, nếu như các bạn thấy kiểm tra rằng là chúng ta thấy là các bạn thấy chỉnh là lề trang của chúng ta là ở các sheet gần như ví dụ lề bên này nó nhỏ quá chẳng hạn thì các bạn cũng có thể là chúng ta vào phần page setup này. Chúng ta sẽ chỉnh một loạt luôn. Đấy. Bạn sẽ nhấn vào đây, ví dụ chúng ta sẽ chỉnh lên 1,5 chẳng hạn. Thì tất cả các sheet nó sẽ tự động chỉnh cái lề bên phải lên 1,5 mà chúng ta không cần phải chỉnh từng sheet nữa. Sau đó nhấn OK. Khi đó là các bạn sẽ thực hiện in ấn như bình thường. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta có rất là nhiều sheet, chúng ta không muốn chọn các sheet mà in tất cả các sheet thì khi này các bạn chỉ cần nhấn vào phần file chọn print và sau đó chúng ta nhấn vào mục là print the entire mục lựa chọn số 2 này thì khi đó nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ in tất cả luôn.